Thưa quý vị, giải quyết đúng hạn các thủ tục về đất đai luôn là bài toán khó của nhiều địa phương bởi sự phức tạp của hồ sơ, nguồn gốc đất nên có nhiều trường hợp phải xử lý kéo dài nhiều năm. Do đó, để có thể trả hồ sơ đúng hạn đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ cơ quan chức năng. Trong năm 2022, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đất đai của chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu đạt trên 98%. Trong 6 tháng đầu năm 2023, số hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt gần 99%. Vậy thành phố Vũng Tàu đã làm gì để có thể đạt kết quả này? Phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Đình Quý, giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Vâng, trước tiên là xin cảm ơn ông đã đồng ý tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa ông, thì liên quan đến việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đất đai cho người dân thì không biết là trong thời gian qua thành phố Vũng Tàu mình đã đạt được những cái kết quả đáng mong đợi như thế nào ạ? Trong cái thời gian vừa qua là dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo văn phòng Sở Tài nguyên Môi trường, lãnh đạo thành ủy, ủy ban, rồi lãnh đạo văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, thì chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai chúng tôi cũng đã triển khai chỉ đạo cho cán bộ công nhân viên chức và người lao động thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đã được giao, thì đặc biệt đó là thủ tục giải quyết hành chính cho người dân. Thì có thể nói là trong cái thời gian vừa qua thì với cái tỷ lệ giải quyết hành chính cho người dân càng ngày càng được nâng cao và đạt với trên 97% là đối với những cái thủ tục thuộc thẩm quyền của chúng tôi. Vậy thì không biết là để đạt được những kết quả như vậy thì chi nhánh văn phòng đất đai của mình đã triển khai những cái giải pháp như thế nào ạ? Chúng tôi đã giao cho các tổ trưởng, tổ phó hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng là theo dõi các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, rồi đôn đốc nhân viên. Nếu trường hợp mà hồ sơ đã sắp đến hạn hoặc là hết hạn thì là phải giải quyết ngay kịp thời. Trường hợp mà có vướng mắc thì là sẽ xin ý kiến ban giám đốc để giải quyết. Còn vướng mắc hơn nữa thì chúng tôi sẽ xin ý kiến lãnh đạo văn phòng tỉnh, có thể là tổ chức họp chuyên đề của những cái hồ sơ mà mang tính chất là cần phải tháo gỡ. Hàng năm là chúng tôi sẽ lãnh đạo các chi nhánh sẽ ký cam kết với giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và phải làm sao là đạt được trên 97% cái tỷ lệ đúng hạn cho người dân. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi lại về ký cho người viên chức và người lao động cũng phải cam kết để thực hiện cái nhiệm vụ này. Ứng dụng công nghệ thông tin thì đã đóng vai trò như thế nào để mà giúp cho những cái hồ sơ hành chính đất đai của mình được giải quyết nhanh hơn trong thời gian qua thưa ông? Áp dụng được cái công nghệ thông tin ấy, thì nó đã giảm tải được rất nhiều cái hồ sơ trễ hẹn so với trước đây. Thời gian vừa qua là chúng tôi đã liên thông thuế điện tử thì nó thuận lợi cho hơn là cái chỗ là trước đây là phải mang hồ sơ giấy qua thuế, thì bây giờ là trên hệ thống luôn. Giữa hai ngành phối hợp, thời gian giải quyết trước đây là 5 ngày thì bây giờ chỉ còn có là 3 ngày làm việc là thuế sẽ có kết quả. Thuế có kết quả thì là người dân sẽ nhận được cái tin nhắn. Nhận được tin nhắn là đã có thông báo thuế thì người dân cũng không phải đến một cửa để lấy cái thông báo thuế ra ngân hàng nữa, mà bây giờ đã liên thông với ngân hàng. Gần một năm nay thì là người dân ra ngân hàng nộp tiền luôn. Cái thứ hai nữa là làm các hồ sơ liên huyện, nộp hồ sơ liên huyện. Người dân có đất ở Vũng Tàu nhưng mà lại là ở nhà ở huyện khác thì có thể là nộp hồ sơ ở Xuyên Mộc cũng được. Nhà ở Xuyên Mộc mà có đất ở Vũng Tàu thì nộp hồ sơ Xuyên Mộc, thì tất cả cán bộ ở Xuyên Mộc sẽ lấy thông tin ở chi nhánh chúng tôi sẽ cung cấp, trường hợp có ngăn chặn trường hợp ấy thì chúng tôi mới thông tin cho ta lại là không giải quyết, còn trường hợp không có vấn đề gì thì giải quyết bình thường để mà đáp ứng được cái nhu cầu trong cái môi trường mà bây giờ là triển khai là trên hệ thống công nghệ thông tin. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng giao cho một đồng chí giỏi chuyên môn về công nghệ thông tin là theo dõi phụ trách rồi cập nhật ứng dụng cái phần mềm công nghệ thông tin làm sao để cho người dân tiếp cận nhanh nhất. Thì thời gian vừa rồi thì nộp hồ sơ trực tuyến thì chúng tôi cũng cử cán bộ ra rồi hướng dẫn cho người dân ở ngoài một cửa phối hợp với thành phố để người dân dần dần tiếp cận, rồi tuyên truyền vận động cho người dân biết ở nhà cũng thể là nộp được hồ sơ. Vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều. Thưa quý vị, thành phố Vũng Tàu hiện đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp cải cách hành chính để giúp cho người dân thuận lợi hơn khi đi làm thủ tục hồ sơ.
trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực. Cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai giúp rút gọn thời gian, công sức, giảm bớt những phiền toái của người dân, đồng thời cũng góp phần tăng thêm sự hài lòng, tin tưởng của người dân với chính quyền thành phố.